Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bardo Official. Có một vài bạn hỏi mình về nguyên nhân máy nó bị phô, bị mờ và in ra thì nó rất là bình thường, nhưng mà trong quá trình phô thì cái mặt trước á, thì nó đẹp nhưng mà mặt thứ hai nó bị mờ. Thì hôm nay mình sẽ giải thích tất cả các nguyên nhân mà các anh chị hỏi nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Về nguyên nhân mà chạy máy nó bị bờ thì các anh chị phải hiểu được cái máy của mình về cái nguyên lý chụp của nó thì như thế nào. Đối với về cái máy photo á, khi mà các anh chị các bạn để trên cái tài liệu ở trên cái nắp chụp thì khi mà nó sẽ quét qua thì nó sẽ quét, nó lấy hình, sau đó nó sẽ chiếu lên room, nó lấy hình sau đó nó sẽ chiếu lên room và nó sẽ hút mực, và sau đó nó đưa cái bảng mực đó nó lên trên cái tờ giấy, và sau đó nó qua nó nung chảy và nó sẽ hoàn thiện cái bản in. Thì đối với các anh chị hỏi về cái vấn đề mà in bình thường thì mờ, nguyên nhân mờ của nó các anh chị sẽ tập trung, nếu mà trong một cái quá trình máy photo chúng ta hoạt động thì chúng ta cần tập trung vào cái vấn đề thứ nhất, các bộ phận của nó bao gồm từ bộ phận từ, bộ phận room và bộ phận gương chụp. Thì đây là ba cái yếu tố tạo nên một cái bản chụp có đẹp hay không, là ba cái yếu tố này. Bây giờ thứ nhất mình sẽ nói về từ. Nếu mà từ ở mức độ an toàn thì theo mình nghĩ thì nó phải từ 7 lạng trở lên, thì cái mức độ nó mới an toàn. Còn đối với từ dưới 7 lạng trở xuống thì chúng ta đánh giá là từ nó bị yếu, tức là trong quá trình chạy có thể là do từ bị đổ. Thì mình khi mà mình ray từ, mình kiểm tra bằng ký, mình cân từ lên, nếu mà nó nằm ở mức độ khoảng 7 lạng thì nó là ở trong mức độ từ vừa đủ, chấp nhận đủ cho chúng ta chạy. Còn nếu mà từ dưới 6 lạng thì khi mà trong quá trình cái trục từ nó quay á, thì có thể là nó bị chỗ từ có, chỗ từ không, chỗ có chỗ không, thì nó sẽ đưa ra cái bản chụp là chỗ đậm chỗ lợt, nó không có đều ở trên cái bản in hoặc là trên cái bản chụp của chúng ta. Còn nếu về nguyên nhân từ thì khi mà chúng ta in ra, kể cả khi chúng ta in ra thì nó vẫn bị, chứ không phải chúng ta chụp. Ví dụ như các bạn lấy một cái file ở trong máy chúng ta sẽ in ra, thì khi đó từ nó thiếu thì nó sẽ bị lởm chởm, thì cái bản in của tất cả anh chị nó vẫn bị có chỗ đậm chỗ lợt, chứ không phải riêng gì về là chụp không. Thì đó là khi mà với cái trường hợp đó thì các anh chị nghĩ ngay tới cái bộ phận từ, và chúng ta sẽ kiểm tra từ, chúng ta tháo cái bộ từ ra. Còn về cách tháo bộ từ như thế nào thì các anh chị hãy vào trong channel của Bardo Article, vào trong chia sẻ những kinh nghiệm mình đóng, thì tất cả các anh chị sẽ tìm tới cái video về cách tháo cụm từ hay là về cách ray từ như thế nào, thì các anh chị vào trong cái phần video đó các bạn tìm hiểu thêm nha. Thì đó là về phần từ. Thì trong quá trình các bạn chỉ cần loại trừ một bộ phận thì chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các bộ phận khác còn lại. Bây giờ chúng ta đã hiểu được nguyên nhân từ. Nếu mà từ ít thì kể cả in, cái bản in nó vẫn bị lởm chởm, chỗ đậm chỗ lợt chứ không chỉ riêng. Hoặc là từ nó bị một cái cục nó đóng thì nó bị xước một đường, thì trên cái bản in, kể cả bản in, nó vẫn bị mờ một đường ngay chỗ cái cục từ bị đóng đó. Do đó các anh chị, khi mà các anh chị in ra thì chúng ta sẽ đánh giá được cái này. Nếu mà cái bản in nó tốt thì chúng ta sẽ loại cái phần từ ra. Bây giờ chúng ta sẽ đến qua phần thứ hai. Phần thứ hai đó là bộ phận room. Thì bộ phận room thì một cái room thì nó ở cái một mức lượng chạy ở cái bản photo và kể cả bản in, thì nó có quy định ước lượng. Càng lâu ngày thì cái room của chúng ta sẽ càng hoạt động không tốt, và cái bản in bắt đầu nó có các hiện tượng mờ dần, hoặc là cái room bắt đầu nó sẽ có hiện tượng mòn. Thì khi mà room nó có cái hiện tượng bị yếu đi, tức là gọi là mình gọi là room yếu, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái hiện tượng bắt đầu là những cái bản chụp dù từ đủ, mực đủ, thì cái bản chụp nó bắt đầu nó sẽ lợt.
nó sẽ lợt, và nó sẽ lợt đều tờ giấy, chứ nó không phải là lợt lởm chởm dương trong cái bộ phận từ nữa, mà nó sẽ đều hết phần giấy và kể cả in ha, kể cả in, kể cả photo, nó đều bị mờ hết. Thì với hiện tượng này chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta phải mua rum về chúng ta thay ha. Thì để mua rum ở đâu thì các bạn có thể lên trên mạng, các bạn tìm những cái nhà cung cấp hoặc là những cái nơi mà các bạn gần các bạn nhất, để các bạn thuận tiện cho cái việc mua bán của tất cả các anh chị ha. Còn nếu mà các anh chị nào mà không biết ở những cái chỗ mua rum thì mình sẽ để cái số điện thoại ở phía dưới cái link mô tả này, video này, thì các anh chị ở vào trong đó các anh chị có thể là tìm hiểu, các anh chị gọi đến, các anh chị nhờ tư vấn và tìm hiểu. Thì ở đây mình hay sử dụng cái dòng rum cartoon thì cái bản rum này nó cũng tương đối là khá tốt, mình chạy cũng được ba cái rum rồi, mình thấy cũng khá là ổn định. Thì các anh chị sẽ vào cái số điện thoại phía dưới, các anh chị tìm hiểu thêm nha. Còn khi mà rum, tới vấn đề rum mà nó bị mòn, từ khi rum bị mòn thì các anh chị sẽ thấy là ở cái phần nó bị mòn thì nó sẽ, cái gạt của nó sẽ không có đều. Ví dụ như khi mà cái rum bị mòn rồi, mà thông thường nó sẽ bị mòn ở hai góc, hoặc là bị mòn ở ngay chỗ bộ phận hai cái cò tẩy giấy ở trong cái rum, thì lâu ngày thì có thể là nó sẽ bị mòn, hoặc là cái cò nó bị mòn. Thì khi đối với cái cò nó bị mòn thì các anh chị sẽ thấy là khi trong quá trình chạy ra thì nó sẽ có các hiện tượng là nó bị lằn đen ở ngay chỗ điểm hai cái cò đó. Thì với cái hiện trạng đó thì chúng ta sẽ thay rum, chúng ta sẽ thay cò, chúng ta sẽ thay bộ phận cò. Rồi còn về rum bị mòn thì khi đó thì các chị sẽ thấy là cái gạt nó sẽ gạt không sạch được bậc cho rum, do cái bộ phận bị mòn nó hơi bị lõm xuống, do đó là khi bị gạt do quá trình rum cái gạt nó gạt lên rum, nó sẽ không gạt sạch mực và nó có hiện tượng là nó bị xám, nó bị xám chỗ đó. Nếu mà cái rum nó chỉ mòn ở một cái khuyết cạnh nào có thôi thì cái bản xám của trên tờ giấy nó sẽ không nằm một chỗ, mà nó sẽ nằm từ chỗ này rồi sau đó nó chạy qua chỗ khác. Đó là cái hiện tượng về trong rum, và cái hiện tượng bị mờ bản, chụp mờ bản, đối với khi mà các anh chị gặp tới cái tình trạng mà bản chụp nó mờ hết tất cả thì các anh chị phải thay rum, đó là một điều bắt buộc và chúng ta sẽ không còn cách xử lý nào hết ha. Đó là cái cách tốt nhất để chúng ta sử dụng. Và nếu mà các anh chị, cái rum của các anh chị mà mới mua về mà nó có hiện tượng đó thì các anh chị phải coi lại cái chất lượng của rum, các anh chị mua ở cái chất lượng như thế nào. Chứ còn đối với rum bình thường thì nó chạy rất là đẹp, bản chụp rất là đẹp, tại vì cái đó là cái sản phẩm mới mà. Tuy nhiên ở trên thị trường cũng có rất là nhiều loại rum, mà nếu các anh chị hiện tại bây giờ các anh chị sẽ thấy có những loại rum do Trung Quốc làm, những sản phẩm mà do Trung Quốc làm thì hầu như là cái chất lượng nó rất là kém. Và mới mua về thì các anh chị chạy cũng thấy rất là đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta chạy khoảng một tháng hay là nửa thời gian gì đó thì nó, cái hiện tượng nó xuống rum rất là nhanh và cái rum nó rất là mau hư. Do đó mình khuyên các chị và các bạn nên sử dụng những cái rum tốt hơn một chút. Thì nếu mà cái rum tốt hơn thì nằm tầm khoảng trên 1 triệu, thì thà các anh chị đầu tư một lần. Chứ còn nếu mà các anh chị nó vừa mau hư mà vừa tốn tiền thì mình nghĩ các anh chị nên đầu tư rum tốt hơn một chút ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ ba, đó là về phần chụp. Còn về phần chụp thì các anh chị chú ý là trong phần chụp trên cái máy thì nó có hai cách chụp. Thứ nhất là mình sử dụng bộ phận khay ADF để mình chụp, tức là cái khay này nó sẽ cho chúng ta chụp một lần hai mặt. Thì chúng ta chỉ cần bỏ giấy vào trên đây và chúng ta bấm start thì nó sẽ chạy hai mặt vào. Thì để trên bộ phận khay ADF thì nó có một cái gương chụp, hoặc gọi là cái đèn chụp, nó sẽ nằm ở trong cái bộ phận này. Các anh chị dùng cái tay, các anh chị đẩy đi ra nè, thì ở dưới đây nó sẽ, các anh chị nhìn vào các anh chị sẽ thấy một cái gương. Đây gọi là cái đèn chụp, hay là mình gọi là cái gương chụp gì cũng được. Đây cái đèn chụp ha. Còn bộ phận chụp ở trên mặt kính, đối với khay ADF nó tác động, thì đây là cái gương chụp cũng trên, kết hợp với chiếc khay ADF. Thì khi mà các anh chị chú ý trong quá trình chạy, thì khi mà cái máy của các anh chị bỏ tài liệu vào trong đây chụp, thì các anh chị thứ nhất là các anh sẽ hiểu như thế này: khi cái máy chạy xuống thì cái bộ phận gương nhỏ này nó sẽ chụp đầu tiên ha. Nó sẽ chụp đầu tiên và sau đó qua cái phần gương, tức là cái này nó sẽ đi qua trước và sau này có tới cái phần gương nó sẽ đi qua thứ hai ha, nó đi qua thứ hai. Thì khi mà giấy nó chạy xuống ha, tức là chạy xuống thì đây là cái mặt một, nó sẽ quét cái mặt một và cái mặt hai nó sẽ quét cái mặt hai. Do đó là trong quá trình chạy các anh chị sẽ thấy là nếu mà các anh chị chụp
mà cái bản chụp cái mặt thứ nhất mà nó không bị xước, nó vẫn đều, chụp nó đẹp, mà cái mặt thứ hai nó bị mờ, hoặc là nó bị mờ lởm chởm, hoặc là nó bị mờ một góc, thì các anh chị sẽ nghĩ ngay tới là cái bộ phận gương ở trên khắp khay ADF, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vệ sinh nó bằng cách các anh chị bật cái này lên ha. Các anh chị sử dụng một cái miếng giấy, giấy mềm hoặc là miếng cái khăn lau mềm, các anh chị đưa vào, và các anh chị nên để vào trong cái đầu một cái vật gì đó, các anh chị đưa qua sử dụng cồn, các anh chị lau lao tới, lao luôn, lao cho sạch. Tại vì trong quá trình chạy các chị sẽ biết là nó sẽ có cái bụi giấy, và cái bụi giấy lâu ngày nó sẽ tích tụ vào trong cái gương á, thì lâu ngày nó sẽ bị có thể là đôi lúc nào đó nó sẽ bị đều hết cái mặt gương, có đôi lúc nó sẽ bị lởm chởm, nó không có. Bây giờ các anh chị thấy đây, trên đây có một cái bản photo mà thì đây là cái phô rất là đều, còn đây là phô lợt ha, đây là phô lợt ha. Nếu mà trên cái bản gương này nó sẽ bị bụi bám, bộ phận nào đó nó bụi bám hơi nhiều, thì nó sẽ có các hiện tượng thế này. Khi mà các anh chị lao, đối với mặt hai mà các anh chị chụp và nó bị mờ, thì các anh chị nên ngay nghĩ ngay đến mặt gương. Còn đối với mặt một mà các anh chị chụp, các anh chị thấy nó mờ hoặc là các anh chị chụp và các anh chị chụp ở trên cái phần nắp kính này, trên mặt kính của cái máy mà nó có cái hiện tượng mờ, ví dụ như mờ hai mặt, thì hoặc là mờ đều một góc như thế này, các chị sẽ thấy nó sẽ mờ đều một góc như thế này. Đây này, ở trên đây thì đậm ha, còn dưới đây nó hơi lờ một góc, tức là hai cái mặt nó đều mờ vào nhau ha. Hoặc là nó sẽ bị mờ hết, thì tất cả các anh chị phải nghĩ ngay tới cái bộ phận gương này ha. Thì để mở cái bộ phận gương ra, thì lúc trước mình có một cái video rồi, mình chỉ rồi, mình ở đây video này mình không nói lại cái phần vệ sinh phần gương. Thì các anh chị mở mấy cái này ra, các anh chị lấy cái kiến này ra, chúng ta làm nhẹ nhàng, tại kiến này là kiến 2 ly thôi, nếu mà nó bể thì nó mình mất công mà phải đi cắt. Phải tìm cái kính 2 ly, chúng ta sẽ cắt đúng theo kích thước này, chúng ta bỏ lên. Và khi mở ra thì các anh chị chú ý gỡ những cái thước này tránh nó bị gãy ha. Nếu mà các anh chị mà trong quá trình mà các anh chị lắp á, mà nếu các anh chị quên cái thước này bỏ vào, thì nó sẽ không có nhận diện được khổ giấy và nó sẽ bị báo lỗi. Do đó trong quá trình mà khi các anh chị tháo ra mà các anh chị lắp vào nó sẽ gây báo lỗi, thì các anh chị phải kiểm tra lại cái thước nha. Rồi sau đó các anh chị kéo phần gương này ra, thì dưới đó nó sẽ có tất cả các cái thấu kính ha, cái kính chiếu để mình lao, thì các anh chị lao phần kiến, thì các anh chị vào trong cái kênh của mình á, các anh chị coi lại cái video vệ sinh cái mặt kiến nha. Rồi sau đó các anh chị tại vì trong quá trình lâu ngày thì nó sẽ thứ nhất là bụi ở từ ngoài vào, thứ hai là có thể là trong cái máy này các anh chị sẽ thấy nó có những cái bộ phận nó sẽ hút lại để làm cho cái luồng không khí ở trong cái máy, hoặc là những cái hút sức nóng của trong máy nó sẽ hút ra, thì những cái lỗ đó thì trong quá trình bụi hoặc là trong quá trình chụp hoặc là trong máy, nó sẽ có những cái phần ở dưới cái phần nó bị ron, nó bị xì, nó sẽ bị hút những cái phần mực đen nó sẽ lên, nó sẽ bám trên gương. Do đó là chúng ta sẽ lau sạch phần gương đi, và chúng ta sẽ dùng cái khăn. Thứ nhất là nếu mà tốt nhất là các anh chị dùng cái khăn mà lau kiến á, các anh chị cái lau cái kính đeo á, các anh chị dùng cồn, các anh chị lau lau nhẹ qua. Thì các anh chị thấy là đây là cái khi cái bản chụp của mình lúc trước mình cũng bị cái tình trạng thế này, bình tình trạng thế này thì lúc đầu mình cũng nghĩ là từ, nhưng mà khi mình kiểm tra bộ từ xong hết, mình in test thì nó thấy nó đều hết, thì mình không loại ra bộ trừ, và mình đã sử dụng tới cái phần là phải lau bộ phận kiến này, và sau khi lau bộ phận kiến xong thì nó chạy rất là ok. Do đó là trong quá trình đó là những cái trong quá trình các anh chị chạy, thì các anh chị phải hiểu được là nhìn vào cái bản in á, bản chụp nó sẽ, mình sẽ hiểu được là nó sẽ bị như thế nào nha. Trong quá trình chụp thì các anh chị nên là khi mà cái bản chụp ra nó bị có cái hiện tượng mờ, thì các anh chị nên loại trừ tất cả các bộ phận, hoặc là kiểm tra tất cả các bộ phận, sau đó chúng ta loại trừ và chúng ta sẽ đưa đến cái hướng khắc phục. Rồi đó là các cái nguyên nhân mà chúng ta khi mà chúng ta chụp một cái bản photo nó bị mờ, thì chúng ta cần thiên về ba cái nguyên nhân đó để chúng ta có cái hướng khắc phục tốt hơn. Hy vọng là video này nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn và các anh chị, và đặc biệt là những cái bạn và các anh chị mới vừa mở tiệm hoặc đang có nhu cầu mở tiệm, thì cũng sẽ hiểu được những cái nguyên nhân làm sao nó bị mờ. Tuy nhiên nó sẽ còn những cái nó liên quan nữa, ví dụ sau này nó sẽ có những cái, ví dụ sau đèn chụp sau này nó yếu, thì bây giờ trước mắt nếu mà cái đèn chúng ta vẫn bình thường thì chúng ta sẽ thiên về ba nguyên nhân đó.
Rồi video của chia sẻ của mình tới đây là kết thúc, hy vọng nó sẽ hữu ích cho tất cả các bạn ha. Nếu các bạn có cảm thấy mà nó có thật sự hữu ích thì các bạn hãy đừng quên like video để ủng hộ tinh thần cho video này nhé, và bấm share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các bạn và các anh chị mới vừa ghé qua kênh Pado Official lần đầu tiên, nếu cảm thấy yêu thích kênh này thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển. Nếu các anh chị có thắc mắc gì thì các anh chị hãy cứ để lại bình luận ở phía dưới video này, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Rồi giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe, thành công trên công việc và làm ăn ngày càng đắt khách. Bye bye các anh chị nha.